Vâng, đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách nhé. Vâng, hiện tại là 4 giờ chiều của ngày 10 tháng 9 năm 2020. Vâng, thì trên ảnh quý vị đây là ngôi nhà của bác Nhật ở xã Thái Học, quận Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Vâng, thì chúng tôi đang thi công vừa lắp đặt xong cho bác một chiếc sập thờ và bộ cuốn thư câu đối bằng gỗ vụn. Vâng, đây trên ảnh quý vị đây là Nhật ở xã Thái Học, quận Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Vâng, thì hôm nay cho lắp đặt cho bác bộ đồ thờ thì bác cho cháu xin lời cảm nhận như thế nào, có được hài lòng như ý muốn của bác không ạ? Rồi, bộ đồ thờ này nhà gỗ Tùng Tám đã đóng và lắp ráp cho tôi thì thế rằng là nó đúng theo cái yêu cầu của gia đình. Thì bộ thấy là chất lượng về mẫu mã gỗ, chất gỗ thì đều như là đã đặt với cái quần áo, tôi rất hài lòng về cái việc phục vụ của thảo. Cái này đi lòng đâu rồi tháo ra. Vâng, thì theo lời nhận xét chân thành của bác Nhật thì cháu rất chân thành cảm ơn bác và gia đình đã có lòng nhiệt tình và đã tin tưởng cơ sở đồ gỗ Tùng Tám và đã đặt mặt cơ sở đồ gỗ Tùng Tám một số đồ thờ như cuốn thư câu đối rồi cửa võng. Và hôm nay cửa võng thì chưa xong được thì chúng tôi tạm lắp bộ cuốn thư câu đối bác đã, thì hẹn bác một 10 ngày nữa xuống lắp nốt cửa võng cho bác. Vâng, thì sau đây quay chi tiết cho quý vị xem cái chiếc sập thờ này để cùng tham khảo và cũng như tôi sẽ báo giá cho khách hàng biết. Vâng, thế cháu cơm cảm ơn bác Nhật nhé. Vâng, vâng. Vâng, đây trên ảnh quý vị nhìn đây là bộ cuốn thư câu đối kìa, đường được chúng tôi chạm trên nền gấm là ba chữ Đức Lưu Quang. Vâng, còn bên câu đối là Tổ Tông Công Đức Thiên Nhiên Thịnh, bên này là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Vâng, chất liệu bằng gỗ vụn quý vị nhé. Và đây là tôi sẽ quay cả hình ảnh ngôi nhà của bác cho quý vị xem.